bạn chôn tôi khi tôi còn sống, bạn chỉ đào tôi khi tôi đã chết. Thế cái mặt hỏi không quý vị? Hãy cận cảnh, hãy xem lại khoảnh khắc slow motion khi Quân AP hỏi các đáp. Bóng em bóng quá hay sao? Bóng em bóng quá hay sao? Bóng quá luôn, cái bóng em bóng lắm. Em nghĩ vô đây em nhớ là em sáng lắm á. Mà hôm nay em tối thui luôn. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thích. Về chơi rồi, Vicky thôi. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Hai đội trưởng bình thường hát rất hay, hôm nay sẽ thi kiến thức. Có áp lực gì không? Thấy mấy em trả lời là em áp lực lắm rồi đó. Bây giờ đần người ra luôn á. Nói chứ anh cũng lo cho tụi em. Nếu bình thường tụi nó vừa vừa phải phải mình cũng đỡ quýu. Giờ tụi nó dễ sợ quá, nó lên tới vũ trụ rồi. Suối tóc, suối mờ, Suối Tiên, tóc tiên. Cái nào là khu du lịch? Khu du lịch là Suối Tiên á. Chắc chưa? Em khá chắc. Ừ, khá chắc phải không? Không chính xác. Tôi đã nói với em rồi, em phải bình tĩnh. Vâng. Bạn chôn tôi khi tôi còn sống, bạn chỉ đào tôi khi tôi đã chết. Tôi là ai? Tôi là bình rượu ạ. Nhưng rượu đâu có chết. Đâu có phân biệt là rượu sống với rượu chết như kiểu gì. Thế cái mặt hỏi không quý vị? Hãy cận cảnh, hãy xem lại khoảnh khắc slow motion khi Quân AP hỏi các đáp. Một cuộc thám hiểm nè. Hai người bạn song hành, thủy triều xuống, ló ra cái hang, vô thám hiểm. Nhưng mà điên hồi, tối quá không thấy đường. Đốt cái đuốc lên coi xong, Quân nó nhìn vô cái tường thì in bóng hai đứa lên đúng không? Nó nhìn thấy bóng nó bình thường. Nhìn thấy bóng em hết hồn. Có điều gì lạ trong cái bóng em không? Có thể là em đi sau Quân, nên khi mà Quân đốt đuốc lên cái bóng của em nó sẽ bị méo một chút xíu. Không, bóng em nó có một điều bất thường báo cho em biết luôn. Bóng em bóng quá hay sao? Bóng em bóng quá hay sao? Bóng quá luôn, cái bóng em bóng lắm. Là nó màu đen. Bóng Quân cũng màu đen. Bóng em là bóng bay à? Em ở trong đó em có cây đuốc, không chứ đâu có bóng đâu mà có bóng bay. 12 cây, bây giờ trồng thành 4 hàng. Mỗi hàng 4 cây, trồng bằng cách gì? Thì trồng xuống đất thôi. Nhưng mà làm sao để được mỗi một hàng 4 cây mà tới 4 hàng lận? Tại vì 4 lần 4 16 đúng không? Mà dành cho em có 12 cây thôi. Thì bây giờ cứ trồng 12 cây, còn 2 cây kia bỏ qua khỏi trồng. Đâu được em, thiếu. Gì ghê thì chứ. Thì vậy mới ghê. Quân AP nó còn xỉu lên xỉu xuống câu này. Em khờ rồi đó. Khờ rồi phải không? Khờ rồi đó. Em nghĩ vô đây em nhớ là em sáng lắm á. Sáng lắm không? Mà hôm nay em tối thôi. Em chỉ có mặc cái áo sáng thôi. Với kiến thức em tối với cái áo bên trong tối kìa. Tối thôi luôn. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Tải ngay Vion để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền. Những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng Vion.